When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. Những cái video như thế này, họ đang thu hút hàng triệu view ở trên Instagram. Và chính xác là cái channel Instagram này đã xây dựng lên 921.000 follower chỉ trong 3 tháng các bạn nhé. Và trong video này tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm thế nào chúng ta từng bước một chúng ta xây dựng được những cái video như thế này. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn cái quy trình 5 bước đơn giản để bạn có thể tạo ra được những cái video tương tự như vậy các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì rất là nhiều người họ xây dựng Instagram với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng mà chủ yếu là vì cái việc là xây dựng một cái thương hiệu nào đó để có thể bắt đầu kiếm tiền được bằng Instagram. Và với cái channel này thì họ xây dựng cái channel với cái mục đích là gì ạ? Là tư vấn, xây dựng những cái channel Instagram tương tự như vậy và mentor cho việc xây dựng kênh Instagram. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái Instagram họ cũng xây dựng những channel tương tự như vậy để họ có thể tạo ra được những cái sản phẩm mà có cái thương hiệu riêng. Nếu mà channel này có thể bán ra được những chiếc áo Vosen thì cũng rất là nhiều người mua nó các bạn ạ. Thì đấy chính là cách mà những kênh Instagram này xây dựng nên những cái video như vậy để có thể xây dựng cái tệp khách hàng riêng cho họ. Bạn có thể cuộn xuống và xem hết tất cả những cái video này thì các bạn có thể thấy được là hầu hết những video này là thường sẽ là sử dụng một cái con vật mà bên ngoài đời thực thì họ sẽ gắn liền với những cái câu trích dẫn liên quan đến truyền động lực, liên quan đến những con vật như thế này. Và chính xác là trong video này tôi sẽ chỉ cho bạn các bước để các bạn làm được điều đó các bạn nhé. Và trước khi vào video thì nếu như bạn thấy cái chủ đề video hôm nay là thú vị thì bạn có thể nhấn vào nút like video. Thì chúng ta sẽ đi đến bước đầu tiên trong quy trình này. Thì bạn có thể truy cập vào Google và search cho mình cái cụm từ là Lion Base Course. Bạn có thể thay thế chữ Lion này bằng một cái tên của một cái con vật nào đó mà nó gắn liền với những câu trích dẫn ở trong cuộc sống các bạn nhé. Và tạo động lực. Ví dụ như thay thế Lion bằng Tiger hoặc là Wolf, con sói chẳng hạn, hoặc là con voi chẳng hạn, hoặc là con kiến chẳng hạn. Đấy, hoặc là con báo chẳng hạn. Thì đấy chính là cái gì ạ? Là những cái con động vật mà nó gắn liền với những câu trích dẫn ở trong cuộc sống. Và ở đây chúng ta sẽ thêm cụm từ là Base Course và chúng ta nhấn Enter. Bạn sẽ thấy được là rất là nhiều cái website ha viết về những câu code liên quan đến con sư tử các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào website Lion Code này đi. Thì đây có rất là nhiều cái câu code liên quan đến con sư tử. Và chúng ta chỉ cần là chọn một cái câu code phù hợp để chúng ta đưa về bắt đầu làm video các bạn nhé. Ok, thì ở đây mình sẽ lựa chọn cái câu code này. Sau khi mà chúng ta đã có được câu code rồi, chúng ta sẽ đi đến bước thứ hai là chuyển câu code thành giọng đọc AI. Thì trong video này tôi sẽ sử dụng Eleven Lab để chuyển cái đoạn code thành giọng đọc AI các bạn nhé. Ở đây thì các bạn chỉ cần truy cập vào elevenlab.io và tạo cho mình một cái tài khoản Eleven Lab khá là đơn giản thôi. Sau khi mình chúng ta tạo xong ấy thì chúng ta sẽ nhấp vào void library. Ở phần void library ấy, thì chúng ta sẽ tìm những cái giọng đọc mà có thể tạo được động lực các bạn nhé. Ở đây mình sẽ search giọng đọc là Adam. Sau đó chúng ta sẽ cùng nghe thử các bạn nhé. You cannot be lonely if you like the person you're alone with. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Nothing strengthens authority so much as silence. Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others. Ok, mình sẽ sử dụng cái giọng đọc Adam với giọng trầm và sâu các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng giọng đọc này. Để mà sử dụng được nó thì chúng ta nhấn vào Add to Voice Lab. Sau đó chúng ta nhấn vào Add Voice. Chúng ta nhấn vào Finish. Tiếp theo chúng ta sẽ vào mục Voice Lab. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Adam làm giọng đọc nên chúng ta sẽ nhập vào User. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn cái đoạn code vào phần test này các bạn nhé. Rồi ok, chúng ta nhấn vào Generate. Lion sounds that have not grown from the mouse may exude naked power but cannot convey any wisdom or understanding. Ok, sau khi chúng ta đã có được cái dòng voice rồi ấy, thì chúng ta nhấn vào nút Download. Rồi chúng ta đã có voice, chúng ta đã có câu code. Thì bây giờ đến bước thứ 3. Đó là bước rất là quan trọng ở trong cái video này. Và nó quyết định đến cái việc là video nó có viral hay không. Như những cái video về TikTok mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở trước ấy. Đó chính là cái âm thanh thiên thần. Thì chúng ta sẽ tìm những cái âm thanh thiên thần mà nó đang trending các bạn. Ở trên Instagram hoặc là Facebook hoặc là YouTube. Nhưng mà mình sẽ gợi ý cho các bạn tìm kiếm dễ nhất ở trên TikTok các bạn nhé. Ok, thì đấy chính là cái giao diện TikTok ở trên máy tính. Thì chúng ta sẽ nhấp vào phần search
và search vào là motivation các bạn nhé. Show những cái âm thanh truyền động lực các bạn, chúng ta nhấn enter thì có khá là nhiều cái âm thanh truyền động lực ở trong các cái video mà họ đang chiếu ở đây. Thì ở đây mình sẽ lấy cái âm thanh là The False Face này các bạn nhé, chúng ta sẽ cùng nghe thử. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái âm thanh này làm trong cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn. Ok, thì để mà có thể lấy được cái âm thanh này á, thì chúng ta sẽ nhập vào cái đường link này, chúng ta sẽ copy cái đường link này các bạn nhé. Sau khi có đường link rồi, chúng ta sẽ truy cập vào Google và tìm kiếm cho mình là Inflac TikTok Downloader các bạn nhé. Chúng ta sẽ tìm cái cụm từ Inflac TikTok Downloader. Rồi, ở đây chúng ta sẽ mở nó lên. Ở đây chúng ta sẽ dán cái đường link TikTok vào các bạn nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy được cái video nó xuất ra chúng ta rồi. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta chỉ cần nhấn vào download video để tải về máy tính các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bước số 4 ở trong video này, đó chính là đi tìm những cái hình ảnh footstep liên quan đến con sư tử để đưa vào video các bạn nhé. Ok, thì có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tìm kiếm được những cái hình ảnh liên quan đến con sư tử. Đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào những cái website Pixabay chẳng hạn. Thì trên những website này nó sẽ có những cái hình ảnh miễn phí cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần là truy cập vào và nhấn vào Lion thì nó sẽ ra chúng ta những cái hình ảnh miễn phí để chúng ta sử dụng. Các bạn có thể tìm được những cái hình ảnh liên quan đến con sư tử rất là hay. Đó chính là chúng ta sẽ truy cập vào Instagram. Và ở trên Instagram các bạn, chúng ta có thể search là Lion hoặc là Lion View đi ha. Lion Reel. Rồi các bạn có thể thấy được là có khá nhiều video liên quan đến sư tử các bạn nhé. Chúng ta sẽ tìm 3 đến 5 cái video để chúng ta đưa vào cái video của chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta tìm được một cái video liên quan đến con sư tử rồi á, thì chúng ta sẽ copy cái đường dẫn của Instagram này và truy cập vào Snap Insta các bạn nhé. Chúng ta sẽ truy cập vào cái ứng dụng có tên là Snap Insta. Ở đây chúng ta sẽ nhập vào cái dòng Snap Insta đây. Nhấn vào Pass URL. Sau đó chúng ta nhấn vào download. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy được cái video nó xuất hiện ở đấy rồi. Chúng ta nhấn vào download video. Chúng ta tắt những cái quảng cáo này đi. Rồi như vậy nó đã về rồi các bạn. Và tương tự như vậy các bạn tìm thêm 3 đến 5 cái bức hình về con sư tử các bạn nhé. Ok, thì sau khi chúng ta đã có được những video footstep, chúng ta đã có được âm nhạc, chúng ta đã có được file voice rồi, thì chúng ta sẽ truy cập vào CapCut để chúng ta bắt đầu dừng cái video các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào import để có thể đưa những cái đoạn video và đoạn voice vào. Đầu tiên là voice này, thứ hai là âm nhạc này, thứ ba là video các bạn nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ đưa các cái video vào trong cái khung hình của mình. Rồi, mình muốn là một cái đoạn video như vậy thì nó sẽ kéo dài đâu đó là tầm khoảng 3 giây thôi các bạn. Rồi mình sẽ đưa đâu đó tầm khoảng 5 cái video vào đấy các bạn nhé. Rồi, tiếp theo nữa là cái đoạn voice của mình. Đây, mình đưa đoạn voice vào các bạn nhé. Thì voice của mình là 17 giây. Mình sẽ đưa cái đoạn âm nhạc vào nữa. Và các bạn có thể thấy được là cái đoạn âm nhạc của chúng ta là 24 giây. Thì bây giờ chỗ này mình sẽ nhảy chuột phải vào và extract audio. Và mình sẽ xóa cái video của âm nhạc đi. Như vậy thì nó sẽ để lộ ra cái video của những con sư tử các bạn. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ kéo những cái này cho nó ngắn lại các bạn nhé. Chúng ta sẽ kéo nó ngắn lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được khoảng tầm là 5 cái video liên quan đến những con sư tử này. Ok, chúng ta sẽ cùng xem này. Lion sounds that have not grown from the mouse may exude naked power. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo hết các cái video của sư tử này lại cho vừa khít với cái đoạn voice các bạn nhé. Và chúng ta sẽ để một cái đoạn nhạc ban đầu để làm dẫn vào cái video thì nó như vậy nó sẽ có hiệu ứng tốt hơn các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cho cái âm nhạc từ cái đoạn đầu cho đến cái đoạn gần hết cái đoạn voice thì chúng ta sẽ cắt đi. Và chúng ta sẽ cho cái đoạn âm nhạc này nhỏ lại một chút xíu. Mình sẽ giảm nó tầm khoảng là 10 decibel đi. 10 decibel các bạn nhé. Ok. Chúng ta sẽ cùng nghe thử. Lion sounds that have not grown from the mouse may exude naked power, but cannot convey any wisdom or understanding. The initial steps on the path to courageous speech then.
Các bạn thấy được là cái video này và video này nó như là nó trùng với nhau thì phải. Thì chúng ta sẽ thay đổi nó. Ở đây mình sẽ thay đổi bằng cái video 40 giây này. Ok, mình sẽ thay đổi đó, được chưa? Rồi chỗ này thì cái video này mình sẽ kéo lớn lên một chút xíu các bạn nhé. Các bạn để ý thấy thì cái tông màu ở trên cái channel này thì nó là màu đen trắng các bạn, và màu tối các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ chỉnh cái phông màu cho cái video này các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ chỉnh bằng tay từng video một, chúng ta nhấp vào đây và chọn vào adjustment. Thì bên này nó sẽ có những cái bộ lọc để chúng ta điều chỉnh, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ chỉnh bằng tay cho những cái này. Thì bên này nó sẽ có những cái bộ lọc để chúng ta chỉnh. Ở đây các bạn có thể nhập các cái thông số như ở bên màn hình mà mình có đưa ra thông số cho các bạn. Thì đây mình sẽ điều chỉnh các bạn nhé. Như vậy là mình đã chỉnh xong cái bộ lọc màu cho các cái video ở đây. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiến hành là tạo cái caption cho video các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ tạm tắt cái âm thanh của cái âm nhạc đi. Sau đó các bạn nhấn vào test và chọn vào auto caption. Ở đây chúng ta nhấn vào clear. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái caption đó các bạn. Thì một điều quan trọng ở caption nữa là chúng ta sẽ cần phải chọn cái phông chữ cho nó mạnh mẽ lên các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào một cái vị trí của trên caption này và nhấn vào system. Ở đây chúng ta sẽ đi lừa một cái phông chữ các bạn. Ok, thì mình đang nhìn thấy đây một cái phông chữ cũng khá là phù hợp cho cái video này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa toàn bộ cái phông chữ này lên chỉnh giữa cái khung hình của điện thoại chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ các bạn nhé. Bôi tròn toàn bộ cái caption này và rê nó lên ở chỉnh giữa này. Đó, như vậy. Ok, thì các bạn có thể thấy được là cái video chúng ta cũng khá là hoàn thiện rồi các bạn. Ở đây thì nếu như các bạn muốn thêm một cái logo nào đó vào để xác định đấy là channel của các bạn, thì các bạn có thể thêm vào ở phần ở dưới video hoặc ở trên đỉnh của video, thì nó cũng sẽ tạo được cái bố cục hợp lý các bạn nhé. Ở đây là một cái video mở của mình nên mình sẽ không đưa cái logo vào đây các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhấn vào export để xuất cái video chúng ta đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái thành quả các bạn nhé. Lion sounds that have not grown from the mouse may exude naked power, but cannot convey any wisdom or understanding. The initial steps on the path to courageous speech then are the first tentative steps into the parts of us that cannot speak. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra được những cái video viral ở trên Instagram thông qua cái kiểu video là motivation kết hợp với những con hình con vật và có cái study thực tế. Thì mình tin chắc rằng với cái quy trình này thì cũng như là cái kỹ thuật của các bạn thì các bạn có thể làm tốt hơn mình rất là nhiều để tạo ra được những cái video viral ở trên TikTok, Instagram, Facebook Reel hoặc là YouTube Short. Và nếu như các bạn thấy cái video này hữu ích với các bạn thì nhấn vào nút like video để chia sẻ cái video này và comment cái cảm nghĩ của bạn ở bên dưới phần bình luận của video. Nhấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mỗi khi thuật ra mắt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.